công đoàn cho các anh chị cao đoàn một tràng pháo tay ạ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách riêng các anh chị được gọi là giới trẻ thân mến. Chúng ta vừa đọc bài Thương Khó xong, khai mạc tuần thánh. Nhưng rồi lại chúng ta lại nghe cao đoàn hát cái bài Trên đường Emmaus. Nó có cái gì nó đối nghịch, đúng không thưa cộng đoàn? Nhưng rồi chúng ta lại thấy từ bài Thương Khó cho đến quãng đường Emmaus như là một chặng đường của Đức Giêsu, cũng như là con đường của chúng ta tiến về quê trời. Thưa cộng đoàn, hôm nay ngày tĩnh tâm cuối cùng của giáo xứ dành cho các bạn trẻ để chúng ta bước vào tuần thánh tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Vậy thưa cộng đoàn, cái bài hát Trên đường Emmaus ấy chính là cái gợi hứng cho các nghị phụ, tức là các vị giám mục trên toàn thế giới, các chuyên viên về giới trẻ, để các ngài lấy đó như là một hứng khởi trong việc làm sao để các bạn trẻ có thể lắng nghe được tiếng mời gọi của Đức Giêsu, tiếng mời gọi của giáo hội để các bạn quay trở về với quỹ đạo của nó. Thưa cộng đoàn, trên đường Emmaus mà chúng ta thấy các môn đệ ngày hôm nay, khi chúng ta nghe bài Thương Khó thì chúng ta thấy rằng các ngài sau khi chứng kiến cái chết của Đức Giêsu thì hầu như là thất vọng hoàn toàn. Chỉ còn một mình môn đệ duy nhất theo Đức Giêsu đến tận đồi Gôn-gô-tha để được một lời trân chối của thầy là môn đệ nào đấy thưa cộng đoàn? Môn đệ nào đấy cơ? Môn đệ nào? Ơi, xin mời anh. Dạ. Môn đệ Gioan. Dạ, rồi xin cộng đoàn cho bác một tràng pháo tay thật lớn ạ. À, đây là vị giới trẻ là cách đây khoảng 30-40 năm. À, như vậy thưa cộng đoàn, chúng ta thấy chỉ còn lại một mình Gioan, người môn đệ được mệnh danh là người môn đệ được Chúa yêu, đã đi tận cái hành trình thập giá của Đức Kitô. Còn tất cả diễn tả cái tâm trạng chán nản. Thưa cộng đoàn, khi con người ta chán nản thì họ trở về với cái cũ rích của mình. Cái về làng quê Emmaus ở đây tức là họ trở về với cái đời thường, với cái tầm thường của mình, để rồi họ gặp nhấm những cái tương lai mà họ mơ tưởng, để rồi họ gặp nhấm cái thất vọng trong cuộc đời của họ. Và thưa cộng đoàn, cái hành trình Emmaus chính là cái hứng khởi để cho các nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục bàn về giới trẻ. Các ngài đã lấy cái ý tưởng này để rồi cho mỗi người chúng ta một cái nhìn bao quát về các bạn trẻ ngày hôm nay. Chúng ta thấy tuổi trẻ của chúng ta tràn đầy sức sống, đúng không thưa các anh, các chị? À, tuổi trẻ của chúng ta có đầy những hoài bão, những mơ ước lớn lao. Nhưng rồi, trong cái con người tuổi trẻ ấy cũng đầy những bồng bột và cũng đầy những cách xử trí như kiểu các môn đệ trên đường Emmaus. Cái chết của thầy mình coi như chấm dứt tất cả những mơ ước. Cái chết của thầy mình như chấm dứt mọi cái hoài bão mà các ông vẫn mơ tưởng. Đó là khi thầy vào trong nước của thầy thì xin cho hai người con tôi như bà mẹ của hai môn đệ, còn ông Giê-bê-đê đã nói thì một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả của thầy.
Đấy là cái mơ ước của tuổi trẻ, cũng như của những người liên hệ với tuổi trẻ. Nhưng thưa cộng đoàn, chúng ta thấy tuổi trẻ hăng hái bao nhiêu, tuổi trẻ sinh lực bao nhiêu, tuổi trẻ với đầy những hoài bão và hy vọng bao nhiêu, nhưng vẫn còn đó một sự bồng bột, nhưng vẫn còn đó một cái sự rút lui trong cuộc đời của họ khi họ thấy mình không còn chỗ đứng nữa và lập tức quay trở lại. Nhưng họ quên mất một điều, đó là Đức Giê-xu Ngài vẫn đang đồng hành với họ. Thưa cộng đoàn, suy gẫm về cái đoạn tin mừng này thì chúng ta lại được mời gọi để nhớ đến một câu chuyện của nhà tu đức, khi ông ta kể về một hành trình của đời người. Thì ông ta thấy rằng cuộc đời của mình sao mà vẫn có hai bước chân của mình cùng với một người bạn đồng hành song song. Nhưng rồi có những lúc rơi vào cái cảnh éo le, có những lúc rơi vào cái tâm tối của cuộc đời, thì sao lại chỉ còn mỗi hai bàn chân trên cát. Lúc ấy người bộ hành mới trách một vị đồng hành với mình: sao mà người đồng hành với tôi lại có thể bỏ tôi khi tôi rơi vào cái cảnh khó khăn này? Và từ trong thâm tâm của anh, một tiếng đã thốt lên: anh ạ, anh không biết rằng cái bước chân luôn đồng hành với anh ấy, vẫn đồng hành với anh trên mọi nẻo đường và đồng hành với anh trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Những lúc anh chỉ còn thấy hai dấu chân thì lúc ấy chính ta đã cõng ngươi trên đôi vai của ta. Và chính điều ấy, ngươi chỉ còn thấy hai vết chân của ngươi mà thôi, không còn thấy vết chân của ta. Thưa cộng đoàn, Chúa Giê-xu Ngài vẫn đồng hành với giáo hội. Chúa Giê-xu Ngài vẫn đồng hành với mỗi người chúng ta. Và ngày hôm nay Ngài đang một lời mời gọi đối với các bạn trẻ qua giáo hội. Và ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô Ngài đã ký ban hành tùng huấn Christi Vivit, tức là Đức Kitô đang sống. Đức Kitô đang sống như là cái kết quả của tùng huấn mà các nghị phụ đã làm việc từ nhiều năm, và các ngài đã nhóm họp chính thức từ ngày mùng 3 cho đến ngày 28 tháng 10 năm vừa qua tại Roma. Và rồi thưa cộng đoàn, vậy thì có muốn nói với chúng ta, các bạn trẻ, một điều, đó là giáo hội đang hy vọng nơi mỗi người bạn trẻ. Giáo hội đang đặt niềm tin và đặc biệt đặt niềm hy vọng nơi các bạn. Điều này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, Ngài nói với các nghị phụ như thế này: các hiền huynh thân mến, các hiền huynh đang mang trên mình sứ mạng của một người mục tử, tức là người đồng hành với con chiên, và nhất là đối với các bạn trẻ trong giáo hội. Nếu các hiền huynh biết đồng hành và khơi gợi nơi người trẻ hôm nay, thì các hiền huynh và giáo hội của chúng ta sẽ thấy được chính các bạn trẻ sẽ là những ngôn sứ cho tương lai. Vậy thì thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, ngôn sứ là gì đây ạ? Ngôn sứ là gì cơ? Hay chúng ta hay nói đến cái từ gọi là tiên tri thì dễ hiểu hơn. Thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, mỗi năm khi đến những ngày gọi là gần hết một năm, thì
các phương tiện truyền thông, nhất là những trang báo, người ta lại cho đăng tải những cái dự báo về tương lai. Và rồi Việt Nam của chúng ta, đa số những tờ báo trong những năm vừa qua, họ cho đăng tải những cái dự báo của một bà tiên tri mà mỗi người chúng ta có lẽ cũng biết tới. Các bạn trẻ có biết ai không ạ? À, ai cơ? Thưa chị. Dạ, con nghĩ là Vanga. À, đúng rồi, cảm ơn chị. Xin cho chị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đó là bà tiên tri mổ Vanga. Mặc dù bà không còn sống nữa, nhưng những lời tiên báo của bà nó như sấm chẳng chỉnh về đấy, thưa cộng đoàn. Và rồi người đời người ta đã phong cho bà đó là tiên tri. Tiên tri tức là người nói trước những gì sẽ xảy ra. Nhưng thưa cộng đoàn, đấy là cái quan điểm của xã hội và cái quan điểm của con người nói riêng. Điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói các bạn trẻ sẽ trở nên những ngôn sứ cho tương lai ở đây không phải theo nghĩa đoạn, thưa cộng đoàn. Và các bạn trẻ thân mến, Đức Thánh Cha Ngài đang đặt niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Ngài đang đặt một cái niềm tin nơi các bạn trẻ. Và Ngài không hề thất vọng trước cái viễn cảnh xem ra có vẻ tối tăm của thế giới cũng như xã hội, và đặc biệt là giáo hội về các bạn trẻ. Cho nên Ngài đã nói, nếu các hiền huynh biết đồng hành và khơi gợi nơi các bạn trẻ, thì chính các bạn sẽ là những ngôn sứ cho tương lai. Điều này còn muốn diễn giải rõ hơn với các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân mến, điều Đức Thánh Cha Ngài muốn nói với chúng ta, chúng ta sẽ trở nên những ngôn sứ cho tương lai khi chính những vị đang có trách nhiệm hướng dẫn các bạn trẻ thấy được cái tương lai của chúng ta thông qua những cái dữ liệu rất thực tế đang diễn ra. Tôi thí dụ, thưa các bạn trẻ, khi các bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta biết chú tâm vào một điều gì đó có ích cho xã hội, cho con người, thì người ta sẽ dự báo được rằng chính các bạn trẻ này sẽ là một cái điểm báo tốt lành cho xã hội và cho tương lai của con người, cũng như cho chính bản thân của các bạn. Vậy thì các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang làm gì và chúng ta đang xây dựng đời sống của chúng ta trên nền tảng nào để rồi giáo hội có thể dự báo chúng ta là ngôn sứ hay chúng ta là những tiên tri giả? Thưa cộng đoàn, thưa các bạn, xin được nhắc lại cái gợi ý với các bạn. Chúng ta đang làm gì và các bạn trẻ đang nghĩ và đang xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng nào để người ta có thể hy vọng, để người ta có thể đặt niềm tin chính các bạn sẽ là ngôn sứ cho tương lai. Vậy thưa cộng đoàn, những điều mà chúng ta thấy Đức Thánh Cha Ngài nói với chúng ta qua tùng huấn Christi Vivit, Đức Kitô đang sống, Ngài vẫn đang sống, Ngài vẫn đang đồng hành, Ngài vẫn đang hiện diện với chúng ta. Bạn trẻ của Việt Nam duy nhất là dự thính viên của Thượng Hội đồng. 21 tuổi, bạn Cao Hữu Minh Chính thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta. Bạn có bài tham luận trước Thượng Hội đồng như thế này. Thưa các nghị phụ, còn thấy một tình trạng chung của các bạn trẻ Việt Nam chúng con, đó là các bạn đánh mất cái niềm đam mê. Và nếu có đam mê thì các bạn lại đang đam mê sai lầm.
xin được nhắc lại với các bạn trẻ lời của bạn Cao Hữu Minh Chiến. Thưa các nghị phụ, con thấy các bạn trẻ Việt Nam chúng con, họ đang đánh mất một niềm đam mê. Và nếu có đam mê thì họ lại đang rơi vào một sự đam mê sai trái. Thưa các bạn trẻ, chúng ta nghĩ gì về lời của bạn Minh Chính, dự thính viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về các bạn? Các bạn đam mê cái gì thưa các bạn? Các bạn đam mê một điều gì trong cuộc đời của chúng ta? Có bao giờ các bạn mê Chúa không? Có bao giờ các bạn mê là mình sẽ trở thành một người trước tiên đó là mang lại cái hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta? Hay rồi các bạn xây dựng cái nền tảng cuộc đời mình trên cái dữ liệu các bạn đang xây dựng thực tế trong cuộc đời của các bạn? Đó là chúng ta xây dựng trên một niềm tin tôn giáo vững chắc vào Thiên Chúa, hay là chúng ta cũng giống như một người vô thần, hay anh thanh niên con của một nhà gia giáo hôm qua tôi có kể cho các bạn, khi cầu nguyện cho ông của mình thì anh ta đã phát biểu một câu xanh dần: lên lên rồi, xuống thì xuống rồi, có dâng lễ cầu nguyện cũng vô ích. Vậy thưa cộng đoàn, các bạn trẻ, đức tin của chúng ta đang ở mức nào trong cuộc đời của chúng ta? Hay niềm tin tôn giáo, hay Thiên Chúa chỉ là thứ yếu trong cuộc đời của chúng ta? Và rồi chúng ta đang thờ một ngẫu tượng nào đó trong cuộc đời để chúng ta đi tìm kiếm thưa cộng đoàn? Cách riêng các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta không mê Chúa, và đặc biệt nếu chúng ta không có đức tin, thì chúng ta không thể cảm nhận được Chúa đang đồng hành với chúng ta. Và rồi thưa các bạn, chúng ta hãy nhìn vào những con người đang sống trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Cách đây 3 năm, một nhà diễn thuyết rất trẻ, anh ta không thể đi được, nhưng mọi sự anh phải nhờ đến những người thân cận. Nhưng anh đã trở nên một sức hút đối với thế giới, và đặc biệt là đối với các bạn trẻ khi anh đến Hà Nội để diễn thuyết. Các bạn trẻ biết nhân vật ấy là ai không ạ? Đó chính là một chàng thanh niên chẳng có hai tay và cũng chẳng có hai chân. Đó là Nick Vujicic. Cuộc đời của anh ta dường như là bế tắc trên con đường về Emmaus. Nhưng rồi anh ta đã thấy một ánh sáng trong tương lai của cuộc đời anh. Và anh đã nỗ lực, anh đã làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa. Và chính sự nỗ lực ấy đã giúp anh có những phát biểu, có những định kiến trong cuộc đời của chính mình, và là tấm gương cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Khi chúng ta có đủ hai tay, khi chúng ta có đủ hai chân, khi chúng ta có đầy đủ những năng lực mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, nhưng rồi chúng ta đã không trở nên một con người hữu ích cho xã hội và đặc biệt cho giáo hội trong tương lai, thì các bạn nghĩ sao? Và rồi thưa các bạn, mùa chay thánh đã chấm dứt. Chúng ta đã trở về với Chúa chưa? Và chúng ta đang là người con nào trong lòng giáo hội? Chúng ta là người con cả khi chẳng nhận ra được ân sủng của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta là người con thứ khi chúng ta đã đi hoang và chúng ta đã làm tiêu tán những năng lực Thiên Chúa ban tặng trong cuộc đời, để chúng ta đánh mất chính cái tuổi xuân của mình,
để chúng ta đánh mất chính cái tuổi trẻ của mình, chồng ăn chơi, chồng phí phạm thời gian và đánh mất luôn tuổi xuân của mình vào những việc vô ích. Để rồi khi chúng ta nhìn lại, chúng ta đã thưa nên lệnh cha còn đắc tội với trời và với cha, còn không muốn được gọi cha nữa, thì lúc ấy đã trễ rồi, thưa các bạn. Vậy một gợi ý nơi cộng đoàn là những phụ huynh, là các anh chị, và đặc biệt là các bạn đang trong tuổi được gọi là tuổi trẻ, chúng ta hãy xây dựng cuộc đời của chúng ta trên một nền tảng đức tin vững chắc, trên một đời sống nhân bản Kitô giáo, trên một sự thánh thiện, trên một sự chừng mực mà Thiên Chúa đang ban, đang đong đầy trong cuộc đời của các bạn. Để rồi chúng ta hãy hưởng ứng, chúng ta hãy lắng nghe, và đặc biệt chúng ta hãy đáp lại tiếng Chúa mời gọi chúng ta, để chúng ta có một sự đáp trả thực tế trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cụ thể nhất, chúng ta có môi trường sinh hoạt là giới trẻ của giáo xứ Vinh Xuân hay giới trẻ của giáo hạt Chí Hòa. Các bạn có bao giờ chúng ta lưu tâm đến để chúng ta tìm hiểu, và rồi chúng ta cùng chung lòng với các anh chị em để chúng ta xây dựng đời sống các bạn trẻ dựa trên một nền tảng đức tin, đó là nơi gia đình Kitô giáo, nơi các giáo xứ mà các vị mục tử đang quan tâm. Và rồi trong mùa chay này, các bạn trẻ của giáo xứ Vinh Sơn 6 có một chương trình mùa chay, đó là nghĩ đến những người nghèo, những anh em dân tộc ở vùng Tây Nguyên, cụ thể nhất là trên giáo phận Buôn Mê Thuột tháng 5 sắp tới. Các bạn làm gì? Và các bạn hãy thử một lần đến với chương trình của giáo xứ qua các bạn trẻ của giáo xứ chúng ta, để mỗi ngày chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa, và cuộc đời của chúng ta cũng đang đóng góp một phần nào đó mang lại niềm vui cho chính bản thân của chúng ta cũng như cho những người thân thuộc. Và các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy nhớ câu ngạn ngữ của người Pháp: bàn tay tặng đóa hoa hồng, tuy bông hoa đã sang tay người khác, nhưng mùi hương và nét đẹp vẫn còn mãi trên đôi tay chúng ta. Chứ gì, các bạn trẻ hãy để cuộc đời mình có ý nghĩa, và các bạn hãy tin tưởng Chúa đang đồng hành với chúng ta trong đời sống, và chúng ta hãy chìm sâu trong tin mừng trên đường Emmaus, để rồi các bạn cảm nghiệm rõ hơn cuộc đời của chúng ta đang ở vị trí nào trong lòng giáo hội, và rồi chúng ta đã gây dựng những hoài bão nào cho cuộc đời của chúng ta. Xin mời các anh chị ca đoàn, chúng ta kết thúc bằng một tác phẩm.
Và con Chúa ơi, khi con khó vì giữa đời, đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu giăng lối, đừng bỏ con bơ vơ sóng gió biến đi phương nào, đừng bỏ con đơn lạnh trên đường mù tối vắng tênh. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con lỡ dại xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa. Đừng mà con lang thang, đam mê sống trong lỗi tội. Đừng để con xa Ngài, vâng Ngài đời biến theo ai. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con lỗi hẹn chưa về. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chấp lễ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài, hương nguồn hạnh phúc thiên cung. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Xin cảm ơn một anh đại diện cho ca đoàn gửi đến cộng đoàn nhạc phẩm vừa rồi. Để rồi chúng ta thấy Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhưng Ngài vẫn giang vòng tay chờ đón chúng ta trở về với Ngài. Và chúng ta cũng luôn nhớ Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.